Vâng, em Chiến chào tất cả các bác nha. Cần gì? Chào mừng các bác đến lại kênh với kênh Minh Chiến Audio Bình Định. Thì bên em vẫn phân phối sản phẩm tuyển chọn kỹ lưỡng cho các bác. Thì video này em quy cập loa Boxell nha các bác, Boxell. Các bác nào đang có phòng khoảng là 25 mét vuông, cỡ phòng nhỏ hoặc là phòng gia đình thì lấy cặp loa Mỹ này nghe rất là hay. Cặp loa từ Mỹ về còn nguyên thùng xốp cho các bác nha. Hàng thùng từ Mỹ về nha các bác, còn giấy tờ đây nha. Đấy, ok chưa? Cái con Omly kia là Omly 303 Aquafy cũng vừa về luôn trong chiều nay luôn. Chút nữa em sẽ quay chi tiết mở bên trong này các bác cùng xem nha. Giá con này là 31.500.000. Đây là cặp loa Calip, Calip của Mỹ nha các bác, R15M. Đây là ngoại hình thù của nó như thế này. Thông số thì giờ em sẽ khui luôn nha. Và em thông báo giá cho các bác cặp loa này là giá 6.500.000 nha. 6.500.000, giá đã bao ship cho các bác nha. Rất là tầm tiền, nghe phòng cặp loa này tuyệt vời nha các bác. Mà được nguyên thùng nữa. Các bác muốn lấy thì alo cho em nha. Và mời các bác đăng ký kênh để luôn được cập nhật những video mới nhất. Vâng, đây là shop mới lấy ra nha các bác. Đây, đây là cái đựng e căng này. Đấy, đựng e căng nha các bác. Hai cái e căng này. Nói chung là đầy đủ hết. Áo rồi chân, cái chân của phía loa này. Vâng, cặp loa chưa sử dụng nha các bác, chưa sử dụng nha. Nó chỉ là hàng trưng bày thôi. Đây, các bác thấy nha, trạm loa còn nguyên nha các bác, trạm loa còn nguyên. Hai sơ một bát này, một chép. Hay là cái canh này. Chưa dùng thì khui tôi một cái này nha các bác. Các bác về tự lắp vô luôn nha. Cái canh này rất là đẹp nha, chưa khui luôn, để nguyên luôn nha các bác. Để nguyên gì các bác tự khui luôn nha. Đây trong này có một cái canh này. Đẹp chưa, cực kỳ là sang nha các bác. Màng là màng mình đồng, hợp kim đồng, nhìn mà mèo mèo đồng rất là đẹp. Cặp này để phòng nghi hết bài nha các bác. Nghi đa thể loại nha. Một lỗ thông hơi phía sau nha. Để thì thể hiện tiếng bass nó đầy hơn. Rồi các bác có lấy thì liên hệ cho em nha. Cặp loa cực kỳ là đẹp. Đây là phía sau nè các bác. Vậy ở đây là chúng ta có thể sử dụng là bắp chuối nha các bác. Bắp chuối hoặc là mỏ chim người ta dựng ra. Bắp chuối thì chúng ta phải khui cái miếng trên đầu ra nè. Nha các bác. Đấy, nếu dùng bắp chuối thì chúng ta khui cái này ra. Đây này, còn không dùng đại lại. Cặp này chưa dùng chứ, chỉ là hàng trưng bày thôi nha. Rất là mới, rất là đẹp, có thể văng này. Phay xước rất là đẹp luôn nha. Rồi, các bác còn lấy thì alo cho em nha, giá chỉ có 6.500.000 thôi. Xưa hơn một cặp loa Calip đến từ Mỹ. Danh tiếng cặp loa Boxell 85W trên một thùng nha, 8 ohm nha, rất là dễ phối ghép luôn. 85W là các bác thấy nó phủ âm thanh rất là tốt rồi, bằng những cặp Boss rồi. Nhưng mà nó là loa chuyên nghe nhạc nha các bác, chuyên nghe nhạc. Nên âm thanh nó sẽ vượt trội hơn những dòng khác, dòng karaoke. Các bác thấy thiết kế rất là sang trọng. Điểm nhấn mạnh ở chỗ là cái logo Calip. Và nếu chúng ta để căng ra nó sẽ đẹp hơn nữa nha. Nhưng mà chỗ đây là màng mèo cam đồng, rất là đẹp. 6.500.000 các bác lấy liên hệ cho em nha.